Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học đại số lớp 8. Trong toán học đôi lúc chúng ta phải thực hiện theo những quy tắc mà chúng ta không thể làm khác đi để tìm được một kết quả đúng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong quy tắc như vậy, đó là quy tắc nhân đơn thức với một đa thức. Để học được bài này, các bạn cần nhớ cho thầy một số kiến thức về định nghĩa đơn thức, định nghĩa đa thức và cách nhân hai đơn thức với nhau. Để nhân một đơn thức với một đa thức, chúng ta có quy tắc như sau. Muốn nhân một đơn thức với một đa thức, ta nhân đơn thức với từng hàng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau. Nếu thầy xem A, B, C là các đơn thức, chúng ta có thể biểu diễn thành công thức đơn giản. Đó là A nhân với B cộng C. Ở đây B cộng C đại diện cho một đa thức, sẽ là bằng A nhân với B cộng với A nhân với C. Để hiểu rõ quy tắc này hơn, chúng ta xét một ví dụ sau đây. Thực hiện phép nhân đơn thức 3x với đa thức 4x bình phương trừ 7x bình 5. Chúng ta sẽ nhớ lại quy tắc để nhân đơn thức này với đa thức. Đó là chúng ta nhân đơn thức với từng hàng tử của đa thức. Chúng ta thực hiện phép sinh lần lượt như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ lấy đơn thức 3x nhân với 4x bình phương. Sau đó lấy 3x nhân với 7x. Ở đây các bạn lưu ý rằng chúng ta đặt dấu trừ luôn mà chúng ta không đưa vào trong tích. Tiếp theo, chúng ta lấy 3x nhân với 5. Từ đây, rút gọn, chúng ta được kết quả là 13x mũ 3 trừ 21x bình phương trừ 15x. Chúng ta xét một ví dụ khác, đó là thực hiện phép nhân đơn thức trừ 3x bình phương với đa thức 4x bình phương trừ 7x trừ 5. Ở phép tính trước, chúng ta đã thực hiện phép nhân một đơn thức mang dấu dương. Ở đây, đơn thức thầy cho có hệ số tự do mang dấu âm, tức là trừ 3. Thì chúng ta có một số lưu ý như sau. Các bước giải chúng ta vẫn làm tương tự. Tuy nhiên các bạn lưu ý cho thầy, đó là chúng ta cẩn thận trong việc đặt dấu của phép tính. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ lấy trừ 3 x bình phương nhân với 4 x bình phương. Lưu ý rằng dấu trừ chúng ta phải đặt trong ngoặc để khỏi bị nhầm lẫn. Tiếp theo lấy trừ 3 x bình phương nhân với trừ 7 x. Và cuối cùng là trừ 3 x bình phương nhân với trừ 5. Rút gọn chúng ta được kết quả là trừ 12 x mũ 4 cộng 21x mũ 3 cộng 15x bình phương. Như vậy là với hai ví dụ vừa rồi, các bạn có thể hiểu được cách để chúng ta nhân một đơn thức với một đa thức. Và tất nhiên để làm thành thạo dạng toán này, các bạn phải thực hành. Không có cách nào khác là mình phải làm nhiều bài toán và có thể tự đặt cho mình nhiều bài tập để mình có thể tự tính. Sau đây chúng ta sẽ cùng thử làm một ví dụ khác đi. Đây là một trong những dạng bài tập vận dụng chúng ta hay gặp đối với việc vận dụng quy tắc nhân một đơn thức với một đa thức. Chúng ta xét ví dụ áp dụng như sau. Cho biểu thức A như hình vẽ. Cần chứng minh rằng A bằng x cộng y nhân với x trừ y. Như vậy đọc vào bài toán, chúng ta hiểu rằng chúng ta cần phải phân tích biểu thức A và rút gọn nó để có được dạng như hình như yêu cầu của bài toán. Và từ việc phân tích này đưa thẳng về việc là chúng ta phải nhân một đơn thức với một đa thức. Biểu thức A chính là gộp của 3 lần chúng ta áp dụng quy tắc như vậy. Từ phân tích trên, chúng ta có cách làm nhẹ nhàng như sau. Chúng ta sẽ nhân từng đơn thức nhỏ với đa thức ở trong ngoặc. X bình phương nhân với x cộng với 2y bình phương. Chúng ta được là x bình phương cộng với 2xy bình phương. Tương tự, chúng ta thực hiện phép nhân đơn thức với các đa thức trong ngoặc cho các phép tính phía sau. Tiếp theo chúng ta nhận xét rằng chúng ta có thể lược bỏ 2xy bình phương bởi vì chúng mang dấu đối nhau và trừ 2x mũ 2y. Như vậy kết quả còn lại chúng ta được A bằng x bình phương trừ y bình phương. Và đây chúng ta có dạng hàm luật thức căn bản, đó là A bình phương trừ B bình phương
chúng ta viết lại được là A bằng x cộng y nhân với x trừ y. Như vậy là bằng việc sử dụng quy tắc nhân một đơn thức với một đa thức, chúng ta có thể chứng minh được rằng biểu thức A nhân bằng x cộng y nhân với x trừ y. Đây là một trong những dạng thực hành cơ bản các bạn có thể gặp trong các chương trình học về đại số. Để thành thạo và tránh các sai sót thường gặp thì các bạn cần thực hành thêm nhiều bài toán về nhân một đơn thức với một đa thức. Hy vọng với video ngắn ngày hôm nay, các bạn sẽ có thêm một số các kỹ năng và các kiến thức để có thể làm tốt giảng toán này. Xin chào các bạn.